chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ rằng không hạnh phúc nào bằng khi sinh nhật chúng ta có hàng triệu triệu ánh mắt đang hướng về chúng ta, và đặc biệt hơn nữa là ngày sinh nhật chúng ta sẽ có cơ hội nhận giải thưởng rất cao, đó là 50 triệu đồng, và giải thưởng đó sẽ chia đều cho 3 thí sinh trong ngày hôm nay, ai cũng có cơ hội ngang nhau. Giờ đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ họ với những lời giới thiệu về mình. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Quyết chí học, công thành danh toại, ngai vua ngồi thống trị ba quân, áo vua mặc có chi vui thích, sướng sao bằng quần sọt áo thun. Đặng Hoàng Khuyết. Thí sinh thứ hai. Tuổi biết ngồi mắt tròn xoe đen lấy, tuổi trưởng thành cùng kiến thức nguyên thâm, tuổi 8X bao chàng say đắm, tôi biết mình có giá lắm đây, hi 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 hi. Bóng thì Nhật Oanh. Thí sinh thứ ba. Ai đây vóc dáng ngầu ghê, ngựa đi không nổi đứng yên kêu trời, nhưng mà cũng có người thương, rồi đây sẽ có thằng cu ẩm bồng. Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Xin chào bạn Hoàng Quyết. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chúc bạn sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Năm nay bạn được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 20 tuổi. À, tuổi còn rất trẻ đúng không? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nói là bạn thích diễn kịch, thích làm diễn viên. Dạ. Và bạn đóng vai gì hợp với bạn? Dạ, tôi đóng vai ác. Bạn thử đóng một vai nào? À, thiệt là ác. Dạ, để em thử đóng cái vai bú ông mà có một thằng rể, con rể mà lại thích con gái của mình. Rồi, tôi đóng con rể của bạn cho. Này nhá. Hả? Ôi giời ơi, cái thứ nghèo rớt mồng tơi mà cứ đòi đeo trên nạt. Thôi nhá, cút nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay bạn đến trường với ai? Dạ, em đến với ông của em và các em của em ạ. Chúc chàng trai trẻ chúng ta gặp nhiều may mắn nha. Chào bạn. Chúc bạn ngày sinh nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày thật vui với bạn và rất hạnh phúc bởi vì rất nhiều người đến với sinh nhật của bạn. Dạ, thì em rất là vui vì sinh nhật của em năm nay có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ý nghĩa đúng không? Hôm nay bạn đến với trường với ai? Dạ, em đến với mẹ và em gái của em. Gia đình của bạn. Bạn nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn. Đầy ấn tượng và đầy ý nghĩa. Cảm ơn anh nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Bạn siêu quậy. Giờ thì không dám quậy nữa bởi vì con xã rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ, hôm nay mình đến đây với gia đình và bạn bè. Gia đình và bạn bè của bạn. Chúc bạn may mắn trong ngày hôm nay nha. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa giao lưu với ba thí sinh và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật với ba thí sinh trong ngày hôm nay. Công việc của họ là đoán tuổi của khách mời chúng tôi. Nếu như đoán đúng một người thì thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Cuối chương trình, thí sinh nào có số điểm âm càng cao thì thí sinh đó sẽ có cơ hội nhận giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Đó là lý do của số điểm âm. Và bây giờ thì chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm. Các bạn may mắn. Mới vào là có quà liền. Đó là quà may mắn của chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi số 1. Xin chào tất cả các bạn trong chương trình chúc mừng sinh nhật. Xin chào và khán giả truyền hình. Việt sẽ đặt một câu hỏi. Các bạn thử đoán Việt năm nay bao nhiêu tuổi? Đây là nhạc sĩ Vũ Quốc Quyền. Chúng ta khá quen thuộc với chàng nhạc sĩ và ca sĩ này. Xin khán giả chúng ta đưa ra số dự đoán. Xin mời. Mấy à? Mấy? 45. 35. 36. 50. Chị giữ vậy, 50 giữ vậy. Theo bạn Ngọc Thanh thì bao nhiêu? Dạ, Thanh đón
34 ạ. 34. Còn bạn Hoàng Quyết? Dạ em đoán là 40. 40. Chúng ta hãy nghe Vũ Quốc Việt nói về tuổi của mình nha. Thôi cho mình tí xíu nha, mình đang bận chương trình chúc mừng sinh nhật rồi. À, đáp án của các bạn đây. Hiện nay Việt chính xác là 34 tuổi. Thấy chưa, bạn Quyết nói là hơi cao mà. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin chào các bạn trên màn ảnh nhỏ và xin chào các bạn trong chương trình game show chúc mừng sinh nhật. Nhật Cường đố các bạn, Nhật Cường bao nhiêu tuổi? Chúc các bạn may mắn và chiến thắng được 50 triệu đồng. Tiết lộ bí mật, Nhật Cường hiện nay chưa tới 70 tuổi. Diễn viên hài Nhật Cường cũng là người bạn rất thân của tôi. Khán giả đưa ra số dự đoán nào. 40 45 35 36. Chúng ta sẽ có 3 giây để bấm bàn phím. Nào, Ngọc Thanh. Anh đoán 42. Rồi. Dạ em. Bạn Oanh. Em đoán là 43. Bạn Hoàng Phiết 38. Dạ. Ít quá không? Dạ ít thì cũng phải chịu thôi. Tại này là em cũng không biết chắc là tuổi của anh đó bao nhiêu. À, tôi gọi Như Cường bằng anh. Và bây giờ xin mời. Sao? Các bạn đang chờ biết kết quả phải không? Đừng run sợ. Nè, nếu mà ai đoán Nhật Cường 70 tuổi là tôi giận á. Bảo đảm chắc chắn các thí sinh nghĩ Nhật Cường ba mấy rồi đúng không? Nhưng thực chất Nhật Cường sinh năm 1965, hiện nay 43. Câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Chào quý vị khán giả của màn ảnh nhỏ, chào tất cả các bạn thí sinh. Hôm nay thì thí sinh chúc các bạn được sinh nhật thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là hoành tráng. Bây giờ thì thí có một câu hỏi rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Đó là thí đã được bao nhiêu cách xưng danh. Nhưng mà thí có một gợi ý rất là lớn các bạn phải chú ý. Đó là năm nay tuổi thí lớn hơn năm ngoái 1 tuổi. Chúc các bạn may mắn. Ca sĩ Anh Thúy đã từng đoạt giải cao trong tiếng hát truyền hình. Bây giờ thì chúng ta đưa ra con số dự đoán đi quý vị. 7 26 24 30 32 35. Nhiều con số quá. Ca sĩ Anh Thúy vừa mới tham gia chúc mừng sinh nhật và nhận giá trị giải thưởng đúng 50 triệu đồng. Và ca sĩ Thúy đã tặng lại cho nụ cười tuổi thơ là 10 triệu. Theo Ngọc Thanh thì bao nhiêu? Thanh thì Thanh nghĩ bạn Hứa là 24. 24, còn bạn Anh? Dạ em cũng nghĩ là 24. Còn bạn Quyết? Em cũng nghĩ 24 luôn. 24 luôn. Coi như đồng chất đồng màu luôn rồi. 24 hết luôn. Có ai muốn thay đổi không? Không ai thay đổi cả, 24. Xin mời ca sĩ Anh Thúy. Cho nãy giờ là quý vị khán giả đang rất là hồi hộp và không biết là tuổi thí bao nhiêu. Mà bây giờ thí sinh bật mí tuổi thí, đó là thí 24 tuổi. Ủa? Đó là tuổi năm ngoái, còn năm nay là 25 rồi. Xin chào chương trình và hẹn gặp lại. Cả ba đều đoán chính xác 24 tuổi, nhưng mà năm ngoái kìa. Như vậy là ta đã kết thúc vòng 1 và bây giờ chúng ta phải nói lời chúc mừng cho người thắng của vòng 1, đó là bạn Tống Thị Nhật Oanh. Chúc mừng bạn. Xin chào mừng quý vị đã đến với vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Và phần thắng ở vòng 1 đã nghiêng về Tống Thị Nhật Oanh. Số điểm cũng rất là cao. Giờ đây thì có lẽ rằng hai thí sinh bên cạnh chúng ta cũng đang lo lắng. Không vấn đề gì cả. Ở vòng 2 này các bạn sẽ vượt lên, bởi vì số điểm âm ở vòng 2 này rất cao. Nếu như đoán đúng một câu hỏi, các bạn sẽ nhận được âm 10 điểm. Chúng ta bắt đầu vòng 2. Hôm nay nhóm mình có hẹn với chương trình chúc mừng sinh nhật mà sao giờ này Quang Thiện chưa tới ta? Nhớ CDN xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Tiếng Anh xin chúc cho chương trình chúc mừng sinh nhật những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhóm CDN xin dành một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các bạn thí sinh. Đố các bạn chứ tổng số tuổi của ba thành viên trong nhóm mình là bao nhiêu? Chúc các bạn được may mắn. Đây là ba thành viên của nhóm CTM, viết tắt thật chữ cái là nhóm Chân Trời Mới. Các ba thành viên được xuất thân từ trung tâm đào tạo nhóm hát Ước Mơ Trong Tầm Tay, trực thuộc Nhà Văn Hóa Thanh Niên.
Thì mời quý vị chúng ta đưa số dự đoán nào. Số mấy? 62. Số mấy? 62. 60. 58. 70. Rồi chúng ta bắt đầu để tay bằng phím nào các bạn. Có 3 giây. Một, hai, ba, kết thúc. Chúng ta sẽ biết nhóm CTM là bao nhiêu. Xin mời các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn. Nhóm CTM xin đưa ra đáp án. Tổng số tuổi của nhóm CTM là 65. Không ai đoán đúng cả. Đây là câu hỏi cần phải đoán đúng. Nếu như ai đó đoán đúng thì chúng ta có cơ hội đến vòng đặc biệt các bạn nha. Câu hỏi cuối cùng cũng là cơ hội cuối cùng dành cho ba thí sinh. Ai sẽ là người đoán đúng đây để chúng ta giành quyền ưu tiên bước vào vòng đặc biệt có cơ hội nhận giải thưởng 50 triệu đồng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Cái con chuồn chuồn đâu chị mẹ thôi nè. Đúng rồi. Xin chào các bạn. Xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Hoàng Bách xin giới thiệu, đây là xã Thanh Thảo của mình. Và còn đây là thành viên quan trọng nhất trong gia đình, bé Tê Giác. Bác xin có câu hỏi dành cho các bạn. Theo các bạn thì trong năm nay ba thành viên của gia đình Bách tổng số tuổi là bao nhiêu? Chúc các bạn may mắn. Ca sĩ Hoàng Bách rất quen thuộc với chúng ta, tốt nghiệp nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa kèn, trong nhóm giữ vai trò là người sáng tác chính. Xin mời quý vị đưa ra con số dự đoán. Mấy? 40. 56. 58. 55. 60. 60. 36. Rồi chúng ta chờ xem nha. Xin mời các bạn bắt đầu bấm phím. Bạn Hoàng Thuyết vẫn là số tuổi rất nhỏ, 57. Đáp án. Bách sinh năm 1980, như vậy là Bách năm nay 28 tuổi. Chào, Thảo sinh năm 1983, như vậy là năm nay Thảo 25 tuổi. Còn thành viên thứ ba trong gia đình của Thảo là sinh năm 2007, như vậy là được 1 tuổi. Như vậy là tổng số tuổi gia đình mình là 54 tuổi. 54. Các bạn đoán đi hơi xa, 60 mấy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt và sẽ có hai người phải chia tay. Chúc mừng bạn. Anh lên làm giật mình. Bạn sẽ nhận giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Mời bạn. Sao ạ? Anh sợ, em sợ anh làm em giật mình giống như chị Thanh. Người nhà bạn đang căng thẳng. Chúc mừng bạn luôn. Bạn cũng nhận được giải thưởng 3 triệu đồng luôn. Chúc mừng bạn. Bạn Hoàng Thuyết, bạn biết bạn nhận bao nhiêu rồi? Dạ 2 triệu. 2 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Tôi đứng giữa hai cô gái này, tôi cũng muốn ai cũng muốn vào vòng đặc biệt hết. Nhưng mà theo luật chơi thì sẽ có một người thôi. Theo khán giả thì ai ạ? Nguyễn Thị Ngọc Thanh, xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng 3 triệu đồng. Dạ. Và tôi chia buồn với bạn, rất tiếc chúng ta sẽ chia tay nhau khi chương trình kết thúc. Và chúc mừng bạn. Ba người đến với vòng đặc biệt chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và ta hãy cùng nhau nói là chúc mừng cho tất cả những ai có sinh nhật trong tối nay. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho Tống Tiền Nhật Oanh đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Năm nay Nhật Oanh 22 tuổi. Dạ. Đến từ quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Và bây giờ thì bạn đang chuẩn bị tiến dần đến nơi để 50 triệu đồng. Dạ. Bạn phải quay 3 vòng quay, làm sao cho tổng số điểm cộng lại bằng số 22. Dạ. Bạn sẽ nhận ngay 50 triệu. Vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay bất cứ vào số 2 nào, bạn cũng nhận được 1 triệu đồng. Dạ. Xin mời bạn. Số 2 gần đến rồi. Mạnh chút xíu nữa.
được số 2. Tiếp tục, vòng quay thứ hai vẫn là số 2, bạn sẽ nhận được 1 triệu đồng. Xin mời bạn. Dần dần số 2 đang tiến đến. Và về đích là con số 2. Mạnh lên, mạnh lên. Hơi xa chút xíu. Lần đầu tiên là số 6, lần đầu số 2 là số 5. Dạ. Là 11. Bạn còn 11 điểm nữa. Bạn sẽ quay đúng con số 11 thì bạn sẽ nhận được 50 triệu đồng. Và trên vòng quay có hai con số 11. Dạ. Số nào cũng được cả. Và như hai cơ hội hơi ít. Quyền Linh sẽ tặng cho bạn thêm một thẻ may mắn nữa là 3 cơ hội. Dạ. Nhưng giá trị giải thưởng còn lại 30 triệu đồng. Dạ. Sẽ tặng thêm một thẻ may mắn nữa, tạo thêm một cơ hội nữa. Và giải thưởng sẽ còn lại 10 triệu đồng. Và còn 3 thẻ may mắn bạn cũng lấy hết không? Lấy để thật nhiều vào. Không cần trúng thẻ may mắn, chỉ cần quay thôi. Bạn sẽ nhận ngay giải thưởng. Đó là tình cảm của khán giả dành cho bạn, những cặp báo tay thật lớn. Dạ. Rồi bạn có một giây suy nghĩ. Em đã được vào tới vòng này là may mắn lắm rồi à, cho nên là em sẽ không có nhận cái thẻ may mắn nào của anh Linh hết. Và em sẽ quay. Chúc bạn may mắn. Bây giờ thì bạn có thể khỏi quay để khỏi hồi hộp nữa. Mà bạn chọn cách cũng có phần thưởng, cũng có giá trị giải thưởng rất cao. Bằng cách là chọn 3 hộp quà. Mỗi hộp quà sẽ có giá trị giải thưởng khác nhau. 1 triệu đồng, 10 triệu đồng và một tràng có tay khán giả nằm trong mỗi hộp như vậy. Chúng ta sẽ chọn bất cứ một hộp nào. Đây là phần thưởng khác. Bạn muốn quay hay là chọn hộp quà? Dạ em ơi. Hỏi mẹ bạn thôi, hỏi mẹ với hỏi bà, hỏi em. Dạ mẹ em cũng tán thành là sẽ quay. Với giá trị giải thưởng 50 triệu đồng với hai số 11. Bắt đầu. Số 11 gần đến rồi. 11. Để qua rồi vẫn còn số 11 nữa. Còn một con số 11 nữa, 11 nữa nhưng mà xa. Nhưng dạ, không vấn đề gì cả, bạn vẫn nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng của chương trình. Cùng với những tràng pháo tay, tình cảm hóa giải dành cho bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua chương trình số 10 sinh nhật đầy ấn tượng và đầy niềm vui với những món quà mà chương trình dành cho những thí sinh chúng tôi cũng như khán giả trên truyền hình. Còn bây giờ thì Quyền Linh phải nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Xin chào.